Rồi, vậy thì có phải bài tập chứng minh rằng đường thẳng song song mặt phẳng thì chính là bài tập chứng minh đường thẳng song song với đường thẳng không? Bởi vì mình chỉ cần chứng minh D song song với một đường thẳng nằm trong P là xong đúng không? Thì bài chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng chính là bài tập chứng minh đường thẳng song song với đường thẳng. Thế đấy là lý do tại sao ở bài số 2 ấy, ở cái bài ngay trước bài này đúng không? Thì mình đã học cái cách mình chứng minh đường thẳng song song với đường thẳng rồi. Đó, để mình học bài này cho nó dễ. Thì đối với bài tập này thì tí nữa cái đường thẳng A ở đây này, những bài tập dễ thì cái đường thẳng A ở đây mình nhìn cái đã thấy luôn rồi. Thấy luôn là D song song với A mình đi chứng minh là xong. Nhưng mà những bài tập khó thì cái đường thẳng A ở đây nó chưa có sẵn đâu. Đó, và bây giờ mình phải tìm được đường thẳng A này và sau đó mình đi chứng minh song song. Thì tí nữa gặp phải bài nào thì mình sẽ nốt lại bài này sau nhá. Mỗi bài mình sẽ có kinh nghiệm mình làm bài khác nhau. Đó, thì thầy nhắc lại một lần nữa này. D song song với P khi mà D song song với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng P. Vậy thì bài tập chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng thì chính là bài tập chứng minh đường thẳng song song với đường thẳng thôi. Đó. Ok.